Nhân viên cứu hộ Indonesia tiếp tục tìm kiếm những người bơi lặn Nhật Bản bị mất tích, tin từ Klungkung. Nhóm cứu hộ Indonesia tiếp tục tìm kiếm vùng biển ven bờ Bali vào ngày hôm nay, nơi 7 người bơi lặn Nhật Bản đã được báo cáo mất tích. Các quan chức địa phương cho biết là 7 khách du lịch Nhật Bản đã được báo cáo mất tích vào thứ Sáu vào lúc 7 giờ tối giờ địa phương. Các quan chức xác định tất cả những người bị mất tích đều là phụ nữ và đã đi lặn ở vùng biển Nusa Lembongan vào thứ Sáu vào khoảng 13 giờ 30 phút giờ địa phương. Cảnh sát cho biết là sau một giờ họ đã không trở lên. Đại lý du lịch đưa những khách du lịch đến địa điểm lặn đã tìm kiếm họ tại đây nhưng không tìm thấy. Ông Didi Hamza, một quan chức thuộc nhóm tìm kiếm cứu nạn quốc gia Bali, cho biết các nhân viên đã không tìm thấy bất cứ manh mối hoặc dấu hiệu gì về các thợ lặn. Ông Hamza cho biết họ đã thông báo cho tất cả mọi người, kể cả người dân địa phương để báo với giới. Để báo với giới chức năng nếu thấy bất cứ dấu hiệu hay manh mối nào. Ông Hamza nói thêm rằng cuộc điều tra đang được tiến hành.